sau một tòa nhà của các bạn. Khi mà các bạn đánh cái từ này vào mà dùng Google ý định là chuẩn nhất, giúp các bạn hình dung cái từ đấy nhất, thì đấy là một công cụ thay vì cứ lúc nào cũng dùng từ hình ảnh ai cái việc nhất, dùng Google ý định để nhìn ảnh xem đấy là cái gì. Ok, sau chúng ta sẽ đi từng cái phần từ ở trong cái box và sau đấy xem đấy là location, building type hay là loại gì nhá. One, city center. Ok, bây giờ mình sẽ yêu cầu các bạn sẽ đọc lên một cái từ đấy để luyện phát âm luôn và sau đấy xem đấy là gì nhá. Ok, so start from Luân. City center. Very good. Leather. Đúng rồi, leather. Material. 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 Okay, good job. Next one. Các bạn à, tư thế chủ động. Tiếp tục nhá. Spaces. Style. Style. Okay. Em bắt đầu lại từ đấy, câu nào spacious. Spacious. Trở nặng trong mô chứ không phải là spacious nhá. Spacious. Spacious. Very good thing. Location. Beach. Okay. But okay, countryside. Biết luôn giúp câu từ này luôn. Build dần, xây dựng dần cái mô này ra số hợp countryside thì bằng với từ gì nào? Nếu em phải biết lại từ này. Rural areas. Okay. Có một cái thói quen đó là biết các synonym vào trong từ của cô ấy. Dần dần như vậy. Build dần cái mô từ rural areas. Okay. Mountains. Good job. Okay, next. Space. Okay, heart cell, a room, very good. Next. Room or location or building type. Em sẽ dịch từ đấy nào? Nhà gỗ một tầng nhé. Nhà bằng gỗ một tầng. Building time, okay? Dining room, the next one. Dining room. Nó sẽ là mình làm luôn phần này. Dining room là rooms, okay, rooms. Mansion. Okay, building time. Vậy các bạn sẽ dịch từ đấy là lâu đài, em nhé. Okay, lâu đài. Traditional. Traditional. Style. Okay. Giống như cách mà cô hướng dẫn các bạn ở trong khóa trước, luôn có một cái thao tác viết ở một bên góc vở cho cô là các cái synonym được chưa? Để khi các bạn khi nói và khi viết, người ta yêu cầu dùng từ traditional nhưng các bạn phải có một cách thao phrase khác đó là conventional, right? Conventional, okay, truyền thống, cái gì truyền thống? Conventional, okay. Tiếp theo là castle. Building type, very good. Okay, floor. Okay, passive of the room. Marble. Okay, sẽ dịch từ đấy như thế nào? Marble. Bên bi đúng không? Sách từ là bên bi hay là có chất liệu đó là gì? Cẩm thạch. Ok, nó là một cái chất liệu đó là cẩm thạch các bạn. Okay, wood. Từ này nhiều bạn học là úp. Khi mà bắt đầu một cái từ trong tiếng Anh mới đó, đáp lưu ấy, thì chúng ta sẽ về phải bắt đầu là tròn môn là wood. Ok, chứ không phải là úp, ok. Next one, ceiling. This is a ceiling, ok. Yeah, ceiling. We have ceiling and then we have floor, right? Ok. Garage. Từ này có tận 3 cách đọc các bạn. Cái từ garage để ô tô ấy, anh nghĩ nó sẽ là garage, anh nó là garage, okay, hoặc là garage, garage, oh yeah, or garage, modern, okay, look, window, okay, look, cellar, đúng rồi, đây là cái gì nhỉ? Phòng chứa đúng không? Phòng chứa, stone, material, okay, simple, okay. G, room, remote island, location, glamorous,
tạo một từ thay thế cho nó đó là high-rise building, các tòa nhà cao tầng. Ok chưa? Tòa nhà chọc trời, tòa nhà cao tầng. High-rise building. Cả có một gạch ngang ở giữa đó, có nghĩa là đây là tính từ. Khi mà học IELTS cô còn có nguyên một quyển vở chỉ để dùng cho viết các synonym về các chủ đề. Vì sao? Vì khi đi thi IELTS mới đâu biết cái từ skyscraper rồi, trong cái bài viết của em không thể là đi lặp lại cái từ mà đề đã cho được mà lại mong muốn được cao được. Em phải có những cách paraphrase cái từ đi theo nhiều hướng khác nhau để thể hiện khả năng viết ngôn ngữ của mình. Ok chưa? Thì ngày phải có cái thao tác như thế. Đấy là tất cả những từ mà chúng ta học được trong phần đầu tiên, đó là phần lead. Ok. Ngoài những từ này thì các bạn còn biết các cái ví dụ như types of building, có những các bạn nào không design like bungalow or mansion or some kind of skyscrapers or what are some other types. Còn có một số loại gì nữa, for example chung cư thì sẽ có từ gì? Apartment. Ok, lâu đài. Ok, ký túc xá. Dormitory. Okay, very good. What about nhà tranh? Do you know that? Từ nhà tranh chúng ta có từ gì ạ? Có nhớ không? Okay, học thêm một từ nha. Đó là cottage. Cottage. Okay. Villa, for example. Biệt thự đó. Thì đấy. Thì khi mà chúng nói về chủ đề là các cái loại hình ngôi nhà
em sẽ dùng từ ancient, ok, ancient. Dần dần học sẽ thấy là quầy IELTS hay thế. Bình thường thì ta mà nói là ông này rồi là city này nọ, nó bây giờ mình biết là rất là nhiều từ đẹp trong tiếng Anh đúng không? Okay. Và nhân vật cuối cùng của lớp mình thì nói về dream home, đó là bạn Tân. Trong bài học của mình ngày hôm nay thì đều về environment, môi trường, nhân
cẩn thận skimming sẽ giúp em nhìn thấy tổng thể của bức tranh, giống như khi mà em đập mắt vào một cái passage bài đọc thì em phải đọc ngay đến tiêu đề đúng không, thì đấy chính là cái ý tưởng chính nhất. Và có một cái kỹ năng của skimming em sẽ đọc cái bước đảo mắt lướt hình chữ Z được chưa, để em nhìn thấy cái bức tranh tổng quát nó là về cái gì, về chủ đề gì, ít nhất em phải biết nó là chủ đề gì, ok chưa. Thứ hai còn về scanning thì sao? Scanning cũng là kỹ năng đọc nhanh và đọc lướt nhưng hoàn thiện. Ok, bây giờ cô có một câu hỏi nhé. Có sự tương quan gì giữa scanning và keyword loại 1 mà cô từng giới thiệu cho bốn bạn phía sau không? Keyword loại 1 và scanning. Đúng rồi. Ở đây cô có một cái, đây là một cái term mà một người dạy IELTS tự đặt thôi nhé. Đó là keyword loại 1 và keyword loại 2. Keyword loại 1. Đây là buổi đầu tiên nên các bạn sẽ mới học quen thôi, nhưng dần dần học quen với cô rồi các bạn sẽ biết keyword loại 1 và keyword loại 2 là gì. Keyword loại 1 là gì vậy nhỉ? Đúng rồi, keyword loại 1 là keyword mà em không bao giờ paraphrase được. Ví dụ tên riêng của tác giả này, tên riêng của các nhà khoa học. Thứ hai, năm đúng không? 1964 chẳng hạn. Năm. Thứ ba, các cái terminology, tức là các cái thuật ngữ ở trong các ngành khoa học được chưa? Thì đấy gọi là keyword loại 1. Vậy scanning là kỹ năng đọc lướt và giúp em có thể tìm được specific information, thông tin cụ thể nó liên quan tới keyword loại 1 đúng không? Vậy theo em khi mà tìm keyword loại 1, ví dụ như em vừa cái bài này ra luôn nha. Bây giờ cô yêu cầu các bạn tìm keyword loại 1 168, số 168. Ok. Trang số 09. Đúng chưa? Vậy theo em scanning sẽ giúp em hay là skimming sẽ giúp em tìm cái số 168 keyword loại 1. Chính xác, scanning. Ok. Còn bây giờ cô hỏi là cô sẽ cho 2 phút và các bạn skimming để cho cô một cái sự tóm tắt trong một câu của cái passage này. Bây giờ bước scan skimming. Ok. So you have 2 minutes to skim the whole passage and summarize within one sentence. Thì cần nói một câu sau khi kỹ năng skim của em về general idea của passage này. Khi mà em đi thi IELTS thì việc đầu tiên đó là ít theo cái quy trình làm bài của cô ấy, là cô sẽ dành khoảng 1 phút để skim thật nhanh cái passage đấy trước khi đặt câu hỏi để biết được nó là cái gì, nó là về hóa học, lịch sử hay là một nhà khoa học hay là chủ đề về văn học, hay nó phải biết được nó là chủ đề gì đấy đã, thông qua kỹ năng skimming. Sau đấy cô mới bắt đầu vào câu hỏi, từng nhóm câu hỏi và câu hỏi nào có keyword loại 1 rõ nhất thì cô làm trước, được chưa? Và sau khi mà tìm thấy cái keyword loại 1 rồi thì cô mới đến cái kỹ năng scanning, tức là cô đến kỹ năng đọc nhanh và tìm thông tin với keyword loại 1 đấy. Và sau khi đã hết cái bước scanning rồi thì sẽ đến đọc kỹ và chọn câu hỏi, và chọn câu trả lời câu hỏi.
scanning là khi em xác định được em đang đi tìm cái gì thì em dùng scanning để tìm cái thông tin ở đấy. Còn skimming là cái bước mà em đang đọc để nắm được tổng thể cái linh hồn của bạn cái bài đấy. Ok chưa? Vậy đầu tiên là skimming khoảng 1 đến 2 phút để biết được general idea, sau đấy đi vào câu hỏi để cái kỹ năng scanning tìm thông tin và đọc kỹ chọn đáp án cho câu trả lời. Ok. Bây giờ là mời Ngọc nào. So if you have to summarize within one sentence, so what is the general idea, the main idea of this passage? The most expensive residence of the world. Rất là hay đúng không? Đúng rồi. Mình sẽ dịch câu đấy như thế nào cho đúng ý của Ngọc mình vậy nhỉ? Cái main idea là gì ạ? Tiếng Việt. Residence cũng chính là house. Chính xác, cái chủ đề của passage này là nói về ngôi nhà, tức là một cái residence đắt nhất trên thế giới. Ok chưa? Đấy là main idea em nắm được ạ. Bây giờ cô muốn các bạn hãy nhìn sang phần 06 nào. Nhìn sang phần 06. Phần 06 này và phần 4 nhỏ của nó yêu cầu các bạn làm giảng bài đầu tiên là put the information in the order. Ok chưa? Đặt các cái câu hỏi này theo thứ tự. Thì phần này theo các bạn khi đi thi nhé, chúng ta sẽ làm trước hay sau những đoạn giảng bài khác, trước hoặc sau? Tức là có từ A đến F và các bạn họ yêu cầu các bạn đặt theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì em sẽ làm trước hay là làm sau các bạn bài khác? Trước. Có bạn nào có ý kiến làm sao không? Làm sau em nhé, được chưa? Đối với những cái dạng bài mà nó không phải không cần đi tìm thông tin tổng và thông tin chi tiết như thế này này, mà nó yêu cầu em giống như một tóm tắt để biết được ý nào trước ý nào sau, em sẽ làm sau cùng. Ok chưa? Còn bây giờ các bạn nhìn giúp cô từ 06, 07, 08 đến 09. Dạng bài đầu tiên là 06 sẽ yêu cầu các bạn đó là làm sắp xếp theo thứ tự, được chưa? Dạng 07 đó là scan the text for information, tức là trả lời câu hỏi. Dạng trên bảng là short answer questions. Dạng 08 là dạng gì các bạn ạ? Cứ đọc tiêu đề và cho cô biết là nó yêu cầu các bạn làm gì. À, một dạng mà trong khóa pre-inter cô đã đặt tên cho nó là dạng gì đúng không? Các bạn nhớ được. Matching gì? Matching features. Chính xác, matching features. Các bạn viết giúp cô vào phần 08 cái tiêu đề của nó là matching features. Matching features. Ok. Như Quỳnh Như có thể giới thiệu cho các bạn hai bạn mới ở trong lớp học này, cô giới thiệu matching features là dạng bài gì không? Tất cả các dạng bài trong IELTS đều có tên của nó, các bạn đều có tên gọi của nó, đúng chưa? Vậy dạng ở trong phần 08 là matching features. Như có thể giới thiệu các bạn nó là yêu cầu làm gì không? Đúng rồi, người ta cho những cái idea, những cái ý kiến, statement sau đấy họ hỏi em là cái câu này nằm ở đoạn nào trong passage thì đấy chính là matching features. Ok, chưa nắm được không? Vâng. Đây người ta sẽ cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 statement, 6 câu dẫn vào đấy và sau đấy người ta hỏi là câu này thuộc vào đoạn nào chính xác thì cái dạng mà trong đề thi IELTS người ta gọi là matching features. Đây là dạng tìm thông tin chi tiết. Ok chưa? Vậy chúng ta có câu 07 là short answer question, 08 là matching features, 09 là một dạng bài tập về vocabulary không liên quan đến bài đọc, được chưa? Vậy có thể cô tóm tắt lại các bạn này. 06 là ordering, đúng chưa? Ordering tức là đánh số thứ tự. Ok, 07 là short answer question, 08 là tìm thông tin chi tiết cho từng câu này ở trong đoạn văn nào. Ok chưa? Vậy chúng ta tập trung vào phần short answer questions. Một số bạn đã được tiếp cận về cách và các bước làm short answer questions rồi, có thể nhắc lại cho cô là khi tìm thông tin trả lời câu hỏi các bạn sẽ làm các bước như thế nào không? Cô hướng dẫn cô không? Quế nào? Short answer questions. Đúng rồi. Ok.
từ. Ok, how many words? Điều tối thiểu đúng không? Ví dụ như đề này người ta yêu cầu em là trả lời chung chung thôi, trong vòng cái này không có số lượng từ nhưng em phải xác định được bao nhiêu từ cần liền đúng không? Bao nhiêu từ? Cái này rất quan trọng. Ví dụ người ta yêu cầu em chỉ điền hai từ, em phải điền tất cả ba từ, em điền cả mạo từ ơ ân đờ vào đấy chẳng hạn, đờ chẳng hạn, là em bị sai câu đấy một cách đáng tiếc mất rồi. Thứ hai phải đến bước gì với nhỉ? Đúng rồi, keyword, em sẽ ưu tiên keyword gì trước? Đúng rồi, em ưu tiên keyword loại một trước. Gạch chân, underline. Keyword là một. Keyword bây giờ cô muốn các bạn thực hành luôn bước này là từ câu số 1 cho đến câu số 6. Đâu là những keyword mà các em sẽ gạch chân nào? Ở đây thì không có các tên riêng nhưng mà mình sẽ gạch chân vào các keyword. One, who and owns, right? Two, floors, okay. Three thì sao? Vậy em sẽ gạch chân vào đâu? Nếu em đi thi về này em sẽ gạch chân vào đâu? Floors, okay. À, cái này người ta đang hỏi về chất liệu em ạ. Made out là hỏi về chất liệu. Chất liệu của những cái tầng này làm từ gì? Ok chưa? Chất liệu. Câu số 4 ạ. Đúng rồi, common symbols là keyword ở đây, đúng chưa? 5. How many và garage. Ok, garage and how many? 6. Employees. Ok. How many employees? Ok chưa? Bây giờ dựa vào các cái keywords thì chúng ta sẽ đi đến bước gì nào? Bước thứ 3 là bước gì vậy? Em có keywords rồi thì em phải vận dụng kỹ năng gì? Skimming hay scanning? Chính xác. Bây giờ là bước mà em sẽ dùng scanning để em locate information, em định vị hoặc tìm ra thông tin. Nhưng đến đây chưa đủ, em biết cái thông tin ở đấy thôi, em chưa vội mừng, mẹ phải có cái bước gì rất là quan trọng cuối cùng. Em phải đọc kỹ, được chưa? Read carefully to answer the question. Ok chưa? Đấy là một bước khi mà mình làm bài. Phương pháp dạy của cô là phương pháp cho các bạn định hướng và cách làm, chứ không phải đến lớp để đi chữa từng bài nhỏ nhỏ trong sách này, các bạn tự làm được. Mình sẽ khái quát nó thành dạng bài gì và luyện tập dạng bài đấy, cách làm chậm. Còn những cái bài nhỏ nhỏ về nhà bạn tự làm cô được ghi. Bây giờ là vận dụng những cái bước ở trên bảng, các bạn làm có bao nhiêu từ này, underline keywords, scanning để tìm thông tin và đọc kỹ cho ra đáp án, và các bạn làm trong vòng khoảng 5 phút from 1 to 6. Có một lưu ý nhỏ, hôm trước cô nói rồi là các câu hỏi trong đề thi IELTS thường đi theo thứ tự 1-2, 2-3 thông thường nhá. Nó ít khi mà câu 3 lại nhảy trước câu 1 lắm em ạ. Thường nó sẽ đi theo cái flow ở trong bài học. Không, chỉ dùng cụm từ thôi, short answer questions, tức là trả lời câu hỏi ngắn thôi. Trong đề thi IELTS, đi thi IELTS không bao giờ có trả lời full câu em ạ. Ví dụ không bao giờ người ta nói là there are three scientists in this machine. Không bao giờ người ta sẽ yêu cầu như thế, người ta chỉ hỏi em trả lời 2 đến 3 từ thôi. Được chưa? Vậy trong trường hợp này em sẽ trả lời là three scientists. Đó. Không bao giờ trả lời full như thế ạ. Chỉ trả lời những cái cụm từ ngắn 2 đến 3 từ rồi tối đa thôi. Không chưa khi nào 4 từ ạ. Điền từ lỗ. Nếu mà dạng và nghe nói là người ta sẽ biến thành dạng MCQ, tức là cho ba đáp án áo A, B, C và em chọn là đúng. Đó.
owns the property. Ngay từ câu nào này? Câu đầu tiên đúng không? Chính xác. Đấy là nhân vật. Tên đầu tiên, it's one of the richest men in the world. Okay. And the first man to own a private residence. Ok chưa? Vậy từ gần liền ở đây là hai từ tên riêng. Đúng rồi. Two. How many floors? 27. Ở đâu đó cái thông tin đấy ạ? Chính xác, has 27 floors. Ok. Three. Em nhớ cái chân thức cô cái từ make hour, tức là làm từ chất liệu gì? Ok chưa? Nếu mà em đọc sai thông tin câu hỏi thì lúc em dịch không được, em sẽ không trả lời được. Ok chưa? Vậy đây làm từ gì? Marble. Thông tin nào mới nói tới việc chất liệu được làm cái sàn nhà ở trong cái tòa nhà này? A, B, or C? B. Ok, dòng thứ bao nhiêu? Thứ tư. Dòng thứ tư. Marble floors, chính xác. Những cái gì nhỉ? Sàn nhà làm bằng cẩm thạch, bằng đá cẩm thạch. Ok chưa? Number 4. Thông tin hay tìm ở đâu ạ? Vẫn là đoạn B đúng không? Ok. Chính xác rồi, có từ common symbols. The lotus, flower and the sun. Vậy đáp án ở đây các bạn phải điền full cái cụm từ này, đó là lotus, the lotus, flowers and the sun. Ok. Number 5, how many cars? 168. Ok, so which paragraph? C. C. Ok, chính xác, có số 168 cars, right? Vậy cái câu đầu tiên này sẽ dịch như thế nào? Mình dịch nhanh quý nhỉ? Cái tòa nhà cao tầng chọc trời này như nào? Có cái gara nhiều năm đúng không? With space. Đúng rồi, có cái không gian có thể chứa được 168 ô tô. Ok, so what about number 6? How many employees? 600. Chính xác. Thông tin nào mà tới số lượng người làm việc ở đây nhỉ? E. E, ok. Requires 600 staff. Ok chưa? Vậy đây là một cái bài khá là đơn giản thôi, nhưng tư duy làm bài cho short answer question em nắm được chưa? Ok, hôm sau sẽ thử một cái bài nó khó hơn mức độ này, chắc là phải ở giữa khóa khi mà các bạn làm quen với các đề đặt mã để xem các bạn khả năng skill có nhanh hay không và scan nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đoạn 8 và 08 ạ. Sau khi em đã làm được bài 07, em đã có background hoặc một số thông tin chung rồi đúng không? Thì bây giờ em hãy đọc các cái câu từ 1 đến 6 và tìm xem đoạn nào có tới những thông tin này. Ok, chúng ta lại tiếp tục với bước đầu tiên là cái chân keyword nào. Câu đầu tiên em sẽ đặt chân keyword vào đâu? Vào từ nào? Rồi, chúng ta sẽ đặt chân là facilities. Facilities and outside spaces. Facilities là từ gì nhỉ? Nhớ ba từ này thông thường hay dùng với nhau khi mà
devices là các thiết bị, ví dụ như máy tính này, điện thoại này, thì đấy mình sẽ dùng từ này sẽ phù hợp hơn, đó là devices. Các cái thiết bị, ok. Em phân biệt các từ đấy để dùng cho phần xác. Chính xác, câu đầu tiên là mình sẽ tập trung vào facilities and outside spaces. Câu thứ hai. Top floor, chính xác. Và một từ nữa là sunlight, thấy không? Sunlight, từ cuối cùng của câu thứ hai. Number three. Different opinion. Đúng rồi, different opinions là một keyword. Còn cái gì mà không ai là người có những cái different opinions ở đây? Đúng rồi, và experts, đúng không? Từ này các bạn hay đọc là expert là experts. Expert. Không phải là expert các bạn nhé. Đây các bạn nghe từ điển. Expert. Từ này sẽ liên kết với cái từ là kiến thức chuyên môn, các bạn có biết không? Kiến thức chuyên môn các bạn có biết từ gì không? Đây từ này. Expert. Khi mà em thêm cái nguôi này vào thành kiến thức chuyên môn này, expertise. Ví dụ em nói là để tìm được công việc tốt thì em phải có kiến thức chuyên môn tiếng Anh tốt, chẳng hạn em dùng từ expertise in English. Okay, expertise là kiến thức chuyên môn. Học từ là cô hay học cả học từ như thế, thì khi mà nói về chủ đề giáo dục chẳng hạn thì cô sẽ biết luôn là từ expert và expertise. Từ này. Expertise. Ok chưa? Chuyên gia là kiến thức chuyên môn. Từ knowledge là kiến thức chung không đủ để diễn tả kiến thức chuyên môn. Từ em học tài chính ngân hàng em phải có kiến thức chuyên môn về tài chính ngân hàng. Cô học tiếng Anh thì cô phải có chuyên môn về tiếng Anh, ví dụ như thế. Thì đấy gọi là expertise. Ok. Number 4. Anterior là tên của gì nhỉ? Anterior là tên của gì? Đúng rồi, tên của cái tòa nhà này em ạ. Tên của tòa nhà này nó được đặt ở Mumbai và được sở hữu bởi cái này, thì đoạn nào nói về chủ đề này chưa? Theo em nhé, dạng bài 08 này nó có đi theo thứ tự từ 1 đến 6 không? Không bao giờ đi theo thứ tự đúng không? Đây là dạng matching features, em nhớ này. Dạng bài matching feature không bao giờ đi theo thứ tự, nó có thể đảo lộn bất kỳ đúng không ạ? Ok, number 5. Appearance inside. Ok, appearance inside. Number 6. Fully equipped. Đúng rồi, fully equipped. Em học luôn cả cái cụm từ này để bắt chước vào trong kỹ năng ba chữ của em, đó là được trang bị đầy đủ đúng không? Và visitor, kỹ năng thứ 2. Bây giờ là các bước chúng ta làm giống như vừa rồi, đó là chân kỹ quất xác định rồi. Bây giờ em sẽ scanning và tìm thông tin trả lời cho các câu hỏi trong phần 08. Đoạn thông tin nào nói tới các statement sau.
tràn spaces, thì câu của bạn xem này nó dùng các từ như này, heli pots là vùng này, đúng không? Ok, nine lips này, several floors này, libraries, health spa hoặc là gym này, pools, yoga facilities, tất cả những cái này đang diễn đạt cho cái từ đó là facilities and outside spaces, đúng không? Nhưng mà câu nào mà tới việc là guest có thể lừa, có thể là lái ô tô hoặc là bay đến đến đây nhỉ? Các em câu nào? Theo em câu nào em nói tới ý này? Các bạn nói to lên được không ạ? Có hai từ được nhắc tới đây là carts. Ok, và thứ hai là helipots. Helipots người ta đã chú thích ở phía dưới là một cái địa điểm nơi mà helicopter có thể take off và land, có thể cất cánh và hạ cánh ở đây, được chưa? Vậy chứng tỏ rằng ở đây người ta có thể đi bằng cars hoặc là cả cái cả fly cũng được. Ok chưa? Ok, vậy câu thứ nhất này là C. Câu thứ hai này, the family live on the top floor because they want exposure to sunlight. Music to go around. Exposure có nhiều nghĩa em ạ, hiện rõ ra là